nguyên một con heo sữa. Đây có bán heo sữa cho khách cúng. Xin chào cô chú chị và các bạn quay trở lại kênh Nhân Vật Sài Gòn và Du Lịch nhé. Hôm nay mình có ghé đến hàng heo quay Kim Mai, quay thịt heo quay và làm bánh mì giới thiệu đến cô chú chị bạn cùng đón xem nhé. Hôm nay đến đây thấy Ly hôm nay xinh gái quá. Này mặc đồ đẹp luôn đó, đồ mới đó. À, anh mới thấy lần đầu tiên phải không? Đây heo quay 320.000 một ký, thịt ba dọi cả nhà. Đây những thịt ba dọi mới mang ra buổi sáng, còn xá xíu là 300.000 một ký, sườn non 300 luôn. Đây là ba dọi mới 200.000 một ký nhé. Bánh mì heo quay thì 15.000 một ổ. Băm một thau thịt đó để làm bánh mì đó. Ở đây địa chỉ tại số 189 đường Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 6 nha cả nhà. Thời gian ở đây mở bán từ 6 giờ 30 sáng đến 18 giờ. Bánh mì rau dưa ớt thịt heo quay 15.000 một. Thấy ở đây giá bình dân. Sợ nói ngọt hả? Ừ. Em có nói ngọt gì không? Đây chú Thành bây giờ chở heo quay ra rồi cả nhà. Buổi sáng giờ hết heo quay rồi. Đây ở nguyên một con heo sữa. Đây có bán heo sữa cho khách cúng. Quá trời. Hết bánh mì rồi. Tiếp tục làm bánh mì để bán cho khách. Đây heo quay. Buổi sáng là ra giòn rụng.
20. Cho mấy ổ con. Thấy mình xa xíu hấp dẫn sườn non. Em gái ơi, tớ hỏi không? Thấy giọng chị Tâm cũng ngọt ngào quá hả? Trăm gram hả? Rồi. Chị Tâm nói tiếng Hoa em tưởng là 4 kg heo quay. À thế hả? Mình cứ tưởng 4 kg. Đi chứ Nga. Tự nhiên lắc đầu im lặng. Chị này là chị làm không công, không có lương. Thành ra chị thích làm thì làm chứ không ai cấm được chị. Chứ đừng ai vô bình luận nói mất công chị buồn. Chị qua đây chị phụ giúp tôi chơi thôi. 15 ngàn nói em chế. Quá trời bánh mì nha cả nhà. Buổi sáng ở đây bán hết mấy trăm ổ. Đây.
điều đó 15 ca nổ. Làm bánh mì quá trời này. Đây là chị Tâm chuyên đóng gói. Thế hả? Dạ, con quay heo quay cô ạ. Cách mua 1 ký rưỡi heo quay. Heo quay đây hơi bị ngon á. Không, đó thì giờ mà hơi bị ngon, có nghĩa là ngon hơi nhiều đó. Phải cô ấy, phải nói ngon chứ không phải hơi bị ngon, hơi bị ngon tính rõ là chưa ngon. Dạ. Người ta bảo em là hơi bị đẹp, có nghĩa là hơn đẹp. Có chuẩn bị cho đó là đẹp hơn, hơn được. Hay quá à. Mình gần đây không cô? Dạ, xa lắm, mà ăn thịt quay là phải qua đây mua. Vậy dạ. Ăn sáng dạ, chưa ăn chiều. Cô Hỏa Tú có kia ở dưới chỗ chợ gọi gì An Lạc á. Rồi, An Lạc là chỗ đó bán kia đó. Buổi sáng không có già, chứ sáng không bán già nữa là ngon. Heo quay đây ngon, cô bán thịt heo thì đẹp. Đây là cái gì nó cũng được. Cô bán thịt heo, cô nào 480 cô. Cô nghe cô, nó cái cục riêng chưa? Đây. Đây.
Dạ. Khách đến đây rồi, khen heo quay đấy ngon quá trời quá đất. Ở đây đó nổi tiếng thì ngon quá trời quá đất thằng cô. Đó nổi tiếng giờ rồi đó. Dạ không có nói tiền không? Bán 200 đi. Bán 200 luôn. Đúng rồi á. Heo đây phải ngon đến mức đó đó. Ngồi nghỉ tay một xíu và chị Tâm bán hết bánh mì rồi. Ngồi nghỉ nói chuyện một xíu thôi. Biết liếc dao luôn đó, điêu luyện quá hả? 15.000 có nói rồi mà. Đây cho hai con má đây. Bánh chuối mua bánh mì anh. Lần sau mình cứ mang bánh chuối qua mình đổi bánh mì thôi, cần thể mua bỏ tiền. Đỏ quá trời ớt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhiều bánh mì hết rồi rồi nhỉ. Bán bánh mì đây cực kỳ hot. Khách mua 4 ổ 20.000, ăn theo yêu cầu. Hai ổ không ngờ. Thế đó không chú ơi. Không. Quay mới trở ra nóng hổi rồi. Bỏng tay nó luôn á. Đó. Trời ơi. Đúng heo quay hấp dẫn này. Đây thấy có tỏi ướp vô này, thơm. Ba lần đi quay. Vậy mua nhiêu nè. Chặt cho chị 700 con loại này. Chặt nhỏ thôi chị. Từng nhỏ, từng lớn, chặt vừa vừa. Đi dọn chóc luôn. Ừ, thấy rất là thơm quá hả? Thơm lắm ạ. Ba dây.
sau đây mình xin kết thúc video. Cảm ơn cô chú chị bạn rất nhiều nhé.